Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bộ Y tế sẽ rút dần lực lượng hỗ trợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố đã có buổi kiểm tra, làm việc tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố đặt tại Bệnh viện Quốc tế City. Báo cáo tại buổi làm việc, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Khôi, Phó giám đốc trung tâm cho biết, kể từ ngày đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị hơn 500 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có nhiều ca nặng phải đặt máy thở xâm lấn, thở máy oxy liều cao và đặt nội khí quản. Phó giáo sư Minh Khôi nói, rất nhiều trường hợp người bệnh nặng được cứu sống ngoạn mục và xuất viện, đó chính là động lực để đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên tiếp tục cống hiến và làm việc hết mình, không quản ngày đêm. Được biết, ngay từ khi thành lập trung tâm, Bệnh viện Đại học Y Dược đã đặc biệt chú trọng đến đội ngũ nhân lực trong các công tác điều trị. Hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và các tình nguyện viên được điều động cùng đồng lòng, đồng sức làm việc tại đây. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao tinh thần quyết chiến quyết thắng của các y bác sĩ, tình nguyện viên tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, sau ngày 30 tháng 9, thành phố sẽ có kế hoạch đảm bảo sự an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng chống dịch. Trước mắt, các ngành y tế sẽ phải tái cơ cấu lại hệ thống các trung tâm hồi sức, bệnh viện dã chiến theo tình hình chung trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Trên tinh thần hỗ trợ từ các bệnh viện địa phương, ngành y tế sẽ có tính toán kỹ bệnh viện nào có thể rút quân, các bệnh viện tuyến trung ương có thể sẽ rút từ từ và trong quá trình rút phải chuyển giao cho các bệnh viện của thành phố. Bình Dương vượt 200.000 ca nhiễm nCoV. Trao đổi với Zing, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết trong ngày 26 tháng 9, tỉnh ghi nhận 2.684 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc mới trong toàn tỉnh vượt 200.000 ca. Khác với những đợt trước, khi số ca COVID-19 lên tới 100-150.000 ca, ngành y tế phải lên kế hoạch chuẩn bị kịch bản ứng phó, thì số ca mắc hiện tại không còn đáng lo nữa vì Bình Dương đã vượt đỉnh dịch. Ông Chương nói và thông tin mục tiêu của tỉnh trong thời gian tiếp theo là điều trị tích cực để giảm tỷ lệ số ca tử vong thấp nhất. Theo ông Chương, số ca nhiễm ở những ngày qua vẫn cao, tuy nhiên tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Bình Dương rất thấp. Liên tục từ ngày 6 tháng 9 đến 26 tháng 9, tỉnh có số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện cao hơn số bệnh nhân nhập viện. 100% dân số toàn tỉnh trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Các vùng đỏ đậm đặc đã nhanh chóng xanh trở lại. Bình Dương đang dần trở về bình thường mới. Người đứng đầu ngành y tế Bình Dương cho biết, ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát, căn cứ vào diễn biến của dịch ở từng địa phương, tỉnh đã triển khai phân chia địa bàn thành các vùng xanh và vùng đỏ để có biện pháp ứng phó với dịch. Ngoài ra, tỉnh thực hiện phong tỏa chặt chẽ các vùng đỏ, điểm đỏ, thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hiện Bình Dương chỉ còn 5 vùng đỏ trong tổng số 91 vùng đỏ như trước. Tính từ đợt dịch thứ tư đến ngày 26 tháng 9, toàn tỉnh Bình Dương có 200.196 ca nhiễm nCoV. Trong số này có 168.063 bệnh nhân đã khỏi bệnh xuất viện. Thêm 10.011 ca mắc COVID-19, 11.477 bệnh nhân khỏi bệnh. Tính từ 17 giờ ngày 25 tháng 9 đến 17 giờ ngày 26 tháng 9 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới tại 35 tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 5.121, Bình Dương 3.332, Đồng Nai 746, Long An 171, Kiên Giang 99, An Giang 81, Tiền Giang 63, Cần Thơ 52, Đắk Lắk 49, Hà Nam 49, Khánh Hòa 38, Tây Ninh 37, Bình Phước 27, Quảng Bình 24, Gia Lai 17, Bình Định 14, Ninh Thuận 12, Đồng Tháp 10, Bình Thuận 9, Đà Nẵng 8, Phú Yên 7, Hậu Giang 6, Bà Rịa Vũng Tàu 5, Bạc Liêu 5, Quảng Trị 4, Cà Mau 3, Đắk Nông 3, Vĩnh Long 3, Quảng Ngãi 3, Nghệ An 3, Lâm Đồng 2, Quảng Nam 2, Thừa Thiên Huế 2, Thanh Hóa 2, Hà Nội 2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.938 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 756.689 ca nhiễm, đứng thứ 44 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 752.185, trong đó có 522.747 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 16 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này:
Thành phố Hồ Chí Minh 371.660, Bình Dương 200.196, Đồng Nai 45.667, Long An 31.789, Tiền Giang 13.787. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 11.477, tổng số ca điều trị khỏi 527.926. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.321 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.723, thở oxy dòng cao HFNC 728, thở máy không xâm lấn 119, thở máy xâm lấn 719, ECMO 32. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận 184 ca tử vong. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 131, Bình Dương 26, Đồng Nai 9, Long An 4, An Giang 4, Tây Ninh 2, Kiên Giang 2, Tiền Giang 2, Đà Nẵng 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 213 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 162.977 xét nghiệm cho 432.433 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 17.968.310 mẫu cho 51.559.933 lượt người. Trong ngày 25 tháng 9, có 787.833 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 38.367.246 liều. Trong đó tiêm một mũi là 30.420.963 liều, tiêm hai mũi là 7.946.283 liều. Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 26 tháng 9, thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, kể cả trong khu cách ly, phong tỏa hay cộng đồng. Việt Nam đã có 53 triệu liều vaccine COVID-19, nghiêm cấm trục lợi từ tiêm chủng. Bộ Y tế ngày 26 tháng 9 đã có công điện số 1478 gửi Sở Y tế các tỉnh thành và các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine COVID về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng. Tại công điện, Bộ Y tế tiếp tục nghiêm cấm mọi hành vi thu phí trục lợi từ tiêm vaccine COVID dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nhấn mạnh thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine COVID tại đơn vị mình. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh hơn tiến độ tiêm chủng, đảm bảo diện bao phủ vaccine. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Bộ Y tế cũng đã có công điện số 1242 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc và các trường đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm vaccine COVID. Theo thông tin của Bộ Y tế, trong ngày 25 tháng 9, có 787.838 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Tổng số vaccine COVID đã được tiêm đến nay gần 38,4 triệu liều. Trong ngày 25 tháng 9, Việt Nam tiếp nhận thêm khoảng hơn 1,5 triệu liều vaccine, gồm khoảng 400.000 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Nhật Bản viện trợ, 1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba, nâng tổng số vaccine đã tiếp nhận tại Việt Nam lên khoảng 53 triệu liều. Khoảng 51,3 triệu liều vaccine COVID đã được phân bổ cho các địa phương. Bộ Y tế đã phê duyệt thêm một số vaccine COVID được sử dụng khẩn cấp. Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã được yêu cầu khẩn trương xây dựng các hướng dẫn sử dụng các loại vaccine COVID mới ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt như Hayatvac, Abdala và cập nhật hướng dẫn đối với các loại vaccine đã và đang được sử dụng nếu có là AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna, Verocell và Johnson & Johnson. Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, khu vực lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức tập huấn đào tạo hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID cho các tỉnh thành trên toàn quốc trước ngày 5 tháng 10.